Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc chính thức bàn giao trung tâm hồi sức COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thành phố Hồ Chí Minh đang dần kiểm soát dịch COVID-19, số ca F không nặng giảm dần cũng là lúc các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chi viện tại Trung tâm hồi sức COVID-19 Bệnh viện Dã chiến số 16 quận 7. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chia tay và bàn giao lại công việc cho lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 10, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ bàn giao Trung tâm hồi sức COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 16 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau hơn 2 tháng thành lập và đi vào hoạt động để cứu chữa cho người bệnh mắc COVID-19. Cùng tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi chính thức bước vào buổi lễ, toàn bộ các lãnh đạo, nhân viên y tế và khách mời làm lễ chào cờ và dành 1 phút mặc niệm nhân viên y tế. Lực lượng tuyến đầu đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và những người tử vong do COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn và tri ân đến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Ông cũng cho biết những ngày gần đây tình hình diễn biến dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều chuyển biến tích cực. Theo dõi trong vòng 14 ngày qua thì số ca mắc của TP liên tục có chiều hướng giảm, số ca xuất viện tiếp tục tăng. Mừng nhất là số ca tử vong giảm rất rõ so với thời cao điểm, số ca tử vong ngày hôm qua 14 tháng 10 đạt 61 ca. Hy vọng tuần sau có thể giảm xuống dưới 50 ca, ông Tăng Chí Thượng nói. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bìa trái: Giáo sư bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Giữa và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bìa phải cùng ký kết biên bản bàn giao Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện hồi sức COVID-19 cho biết từ ngày 11 tháng 8, Trung tâm hồi sức COVID-19 đã tiếp nhận điều trị trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Ông Tăng Chí Thượng trao bằng khen cho các cá nhân, các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã có nhiều đóng góp cho Trung tâm hồi sức COVID-19. Kết thúc buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng chụp hình lưu niệm với các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai. Các y bác sĩ và nhân viên y tế tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm tại nơi làm việc đầy đặc biệt trong 2 tháng trước khi lên máy bay trở về địa phương và quay trở lại với công việc thường ngày. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Giám đốc Trung tâm hồi sức COVID-19 cho biết Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phân bổ 30 nhân sự hành chính và 50 nhân viên y tế lâm sàng tiếp nhận và vận hành các công việc tại Trung tâm hồi sức từ Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi tự tin sẽ có thể tiếp nhận vấn đề điều trị tại trung tâm hồi sức này, ông Hải nói. Trước khi ra về, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai không quên gửi những lời động viên và cổ vũ đến những người đồng nghiệp, đồng đội tiếp tục công việc và trách nhiệm cứu người ở thành phố Hồ Chí Minh. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.